về sông lưu ly soi sáng như gương, là nơi các thanh sông mãi vui phi thường. Khoác áo trắng xoa thiên quốc hồi đường. Ô bên kia, kia bên ấy, mơ tương bước đến nơi chính quê ta. Ở bên kia, lúc qua bờ chính cho ấy, ước mong sao ta mau bước vô nhà. Kìa xem bao anh em chí thân ta, tạm chia tay vinh quy vui bước buôn ba. Họ luôn thỏa mãn khát khúc vui xuân hoa, chính chỗ ấy Chúa Cha thiết ngôi tòa. Ô bên kia, kia bên ấy, khi nhớ đến cố nhân đã quy tiền, cố nhân ta ở thiên đàng cánh phước ấy, nhớ kẻ bước trước ta ước về liền. Trên thiên cung có Krista, bạn thân ta luôn an cư mãi xương ca. Nguyện ta sớm lánh cánh khổ não gian hoa, hớn hở cất cánh lên thắm quê nhà. Ô bên kia, kia bên ấy, nay ở chỗ đó đường có Krista. Có Krista ở bên kia cánh phước bay, cánh phước bay khiến ta hướng quê nhà. Nhà trên thiên cung ta đến nay mai, đời này qua ta vô ngày nước tương lai. Bà con thiết hữu chôn ấy mãi sum vầy, vẫn thức để ngóng trông chúng ta đây. Ô bên kia, kia bên ấy, ta sẽ đến chính quê đó không lâu. Chính quê ta, nơi thiên đàng cánh phước ấy, thỏa thích bước đến quê thanh sang giàu.
lòng tôi vẫn thương thiên đàng, đây mai nhìn mặt vinh hiên ngài. Kìa cửa bích ngọc thiên quốc mơ toàn, cùng nhau lên đường vàng quan thai. Hồi thân thân thấy cả thiên trời, là ngày đó không thương vui tới đây không thương. Cùng chim bay mùa muôn đời, khai hoàng ta giao bao nền thiên mơ. Chấm dứt lúc tiếng loa rào, tin Chúa lại lần từ trời. Bình minh sẽ chiếu anh mãi mãi sáng choang đẹp tươi. Mọi dân đất cứ dưới đất lung bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi. Giờ danh sách khơi dương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ danh sách tuyên động vui quá vui. Khi danh sách tuyên động vui quá vui. Giờ danh sách lên thật mừng vui, lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Bình minh giờ giờ lúc cái chết trong Giêsu sống bước ra một phần, được vinh hiển dấu Chúa đã sống chẳng sai một phần. Mọi con cái Chúa cứu thấy nhóm nhau hân hoan ở thiên cung giảng lời. Giờ danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ danh sách tuyên động vui quá vui. Khi danh sách tuyên động vui quá vui. Giờ danh sách sương lên thật mừng vui. Lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Từ mai sớm đến lúc sớm tôi ta luôn hăng hái chăm lo việc ngài. Truyền giao ái Đức Chúa đôi đến chúng ta là thầy. Đời này kết thúc ấy lúc chấm dứt công lao kiến bao phen lệ hòa. Giờ danh sách cưới xương mừng nghe Giêsu gọi ta. Giờ danh sách tuyên động vui quá vui. Khi danh sách tuyên động vui quá vui. Giờ danh
Và Chúa Giêsu là Ngài, chúng ta là nơi, Ngài là nơi nương náu và nương thân của chính đời sống của chúng ta. Hãy thờ phượng Chúa qua bài Giêsu là Chúa nương thân.
phải nghe lời Chúa qua buổi cầu nguyện cho tăng quyến cũng như con cái Chúa. Xin mời, trân trọng mời có tới Chúa là mục sư Trương Minh Tuấn, người sẽ diễn lại sứ điệp của tối hôm nay. Dạ, bây giờ tôi xin mời quý thân quý và cũng như gia đình của chúng ta cùng nhau ngồi xuống. Xin chúng ta cùng nhau ngồi xuống và chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa trong đêm này. Hôm nay chúng ta được gặp ở đây và chúng ta được thông công với nhau ở trong ơn của Chúa. Và trước đức linh cữu của chú Đào Văn Tương, tôi muốn gửi lời thật kính thương yêu đến gia đình của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là trong cái buổi lễ cầu nguyện của hôm nay, chúng ta có một sự nghe Chúa và chúng ta thờ phượng Chúa. Cho dù có sự bất mãn ở trong gia đình như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn vui mừng biết ơn Chúa, bởi vì biết rằng linh hồn của chú Tương hiện tại đang ở trên nước Chúa cùng với các thiên sứ của Chúa. Chúng ta có một cái sự vui mừng hy vọng ở trong ơn của Chúa rằng một ngày kia chúng ta sẽ lại được thấy chú Tương ở trong một cái thân thể vinh hiển khi mà Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại. Và chúng ta hết thảy là những thánh đồ của Chúa cũng sẽ có được một cái ngày phước hạnh đó trong một ngày không xa. Kính thưa quý bà chị em, trên đường buổi tối nay đến đây thì tôi đã gặp phải một cái sự cố. Đó là một cái sự cố rất là hy hữu, bởi vì cho dù rằng là hội thánh ở tại khu trạm này, tôi đã đến đây rất là nhiều lần. Nhưng mà bởi vì cái đường phía ngoài kia kìa, họ mới làm lại, cho nên rằng là trong cái lúc mà tối và không có đèn như vậy đó, thì tôi đã từ cái cầu ở ngoài kinh lướt đi ngoài phải. Và theo thay vì là quẹo trái, là đi lên một chút quẹo trái, nhưng mà tôi đã quẹo trái hơi sớm, đi vào trong cái con đường đó là con đường cục. Và hai bên đường thì không có nhà nào hết, không có ánh đèn đường. Và đang đi như vậy thì tôi nói với Chúa, Chúa dẫn dắt con, bây giờ con thấy sao cùng mà cảnh thì nó xa, nó lạ quá. Đi đến hết con đường đó thì tôi gặp một cái nhóm người, 5-7 người đang ngồi tầm 5-7 để mà uống rượu với nhau như vậy. Và tôi hỏi họ, các anh ơi, đường để mà đến cái chỗ mà bộ đồ nằm ở đâu ra? Thì mấy anh nói rằng là đem bộ đồ đây, nhưng mà giờ anh đi đâu? Giờ nói với tôi rằng là tôi nói với họ rằng là tôi cũng không biết được chính xác cái nhà của bạn tôi nằm ở chỗ nào nữa, nhưng mà tôi chỉ biết rằng là nó chỉ cách ngã ba ở ngoài đường lớn á, là khoảng vài ba cây thôi. Và tôi cũng không biết là phải nói làm sao để cho họ biết là tôi đi đến cái chỗ đó. Hỏi hỏi ông Sáu là được rồi. Dạ, tôi không, hoàn toàn tôi không có biết cái chỗ này là chỗ nào nữa. Nhưng mà đang đi như vậy, tôi quên mời cho em ạ. Thì họ chỉ với tôi rằng là bây giờ anh phải quay trở lại ra cái đường lớn đó, rồi vẹo cái, rồi vẹo cái nữa, là đi đến cái chỗ ngã ba, ngã tư đây. Rồi nếu muốn ra ngã ba Bồ Đồ đó, thì mình từ ngã tư đó, cái mình đi thẳng ra ngoài đường lớn. Và tôi cảm ơn họ, thế là tôi trở lại với cái con đường cũ và tôi tự đi. Thưa quý bà chị em đang khi đi như vậy thì lòng của tôi có một câu hỏi rằng là cuộc đời của mình ở trên đất này, còn ví dụ mà mình đi trên đường đó, mình còn có cơ hội để mình hỏi đường người khác. Nhưng cuộc đời của chúng ta, thuộc linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta, khi mà một ngày chúng ta tắt hơi thở trên đất này, lúc đó chúng ta sẽ tự hỏi bản thân mình rằng là sau khi mình qua đời thì mình sẽ đi về đâu? Và nếu bây giờ mình không biết được câu trả lời đó thì thực sự đó là một cái nỗi sợ hãi rất là lớn ở trong linh hồn của người chúng ta. Khi mà tôi đi lạc hồi nãy thì tôi cảm thấy rất là sợ, bởi vì trong quanh đường thì không có một ai hết, và thậm chí kim xăng của cái xe của tôi đó, nó cũng đang chỉ gần tới mức là gần hết. Và nếu mà ra cây xăng mà tôi đi qua cái chỗ tôi biết đó, thì tôi không có đủ xăng để mà tôi quay trở lại đó. Tôi không biết là mình đang đứng ở cái chỗ nào mà tôi không định vị được. Thưa quý bà chị em, ở trong cái tâm trạng như vậy, tôi nghĩ ngay đến một câu chuyện ở trong Kinh Thánh,
người ngày đầu ở Nazareth. Chúng ta đến đây Kinh Thánh xin mời chúng ta cùng nhau mở ra cho sách Luca đoạn 16 từ câu 19 cho đến câu thứ 31. Tôi xin được phép đọc lời của Chúa đây, và quý vị chúng ta những tâm hồn của chúng ta và trong Kinh Thánh thì chúng ta có thể lắng nghe lời của Chúa tôi. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải da mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó. Bên đây những kẻ người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó liếm đến những kẻ người. Và người nghèo chết thì sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem tru. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, nước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong phòng người. Mày nói rằng, hỡi Abraham, tổ tiên, xin thương lấy tôi. Sai Lazarus cũng đổ vào tay vào nước đang làm cho mát người tôi, vì tôi bị khổ trong cửa này quá đổi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó cũng được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tiên ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Abraham trả lời rằng, chúng nó là có Môi-se và phải đứng tiên tri, chúng nó phải nghe lời của anh ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại trong cuộc họ, thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham trả lời, nếu không nghe Môi-se và đứng tiên tri, thì dầu có ai cũng chết lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Thưa quý vị và anh em, tôi cũng là quan trọng thánh này nói về câu chuyện mà Chúa Giê-xu ngày kể với yêu chúng và được chép lại trong thánh, rằng có một người nhà giàu và một người nhà nghèo tên là Lazarus. Người giàu này ăn mặc rất là sung sướng và mặc vải da mịn. Thời bây giờ cách đây 2000 năm về trước thì vải da mịn chỉ dành cho những người quý tộc và những người có rất là nhiều tiền của họ có thể mặc cái đồ sang trọng như vậy. Có thể ví như là Vestal ngày nay mà những người có tiền chúng ta có thể sống được. Và cái người nhà giàu này ăn ở rất là sung sướng, nhưng mà cũng có một người nhà nghèo nằm ở phía trước cửa nhà người nhà giàu này và ước ao mình được ăn cái miếng bánh rớt từ trên bàn của người giàu sự mà ăn không được. Ngoài kia thì người nhà giàu này chết, người ta đem chôn, nhưng mà người nhà nghèo này chết và thiên sứ của trời đem linh hồn của này để vào trong lòng của Abraham. Cái thứ mà trên câu chuyện này có lẽ nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta nếu không có cái phần mà Chúa Giêsu Christ đã bày tỏ cho chúng ta biết được cái điều mà sẽ tiếp diễn sau khi mà hai nhân vật chính ở trong Kinh Thánh này và các hơn nữa. Có phải là bởi vì cái người nhà giàu này giàu quá cho nên Chúa Trời ngài phải đem người này xuống âm phủ? Cũng có phải vì tới cái người nhà nghèo này nghèo rất còn tươi cho nên Chúa Trời ngài thương xót và cứu linh hồn người đó vào trong thiên đàng của ngài? Nhưng ở đây chúng ta thấy được có những cái thật Kinh Thánh mà tôi muốn cùng với bài trên ta buổi tối này cùng nhau xem. Có một bài học, có bốn bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau thấy ở trong đoạn thánh này. Bài học thứ nhất đó chính là cuộc sống ngắn ngủi và chúng ta hãy sống đúng đức mà Chúa ngài đã định sẵn cho đời sống của chúng ta. Vì những cái câu này đã được Chúa ngài ban cho hơi thở, ban cho sự sống, ban cho những điều kiện tiền của vật chất rất là nhiều, nhưng mà cái người nhà giàu này đã không biết san sẻ, không biết yêu thương, đã không biết quan tâm đến người nhà giàu kia và không có một hề có một cái lời chia sẻ hay quan tâm đến người đó. Và cái điều đặc biệt nhất mà cái ông người nhà giàu này đã nói với lại Abraham đó là thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn. Cho đến khi chết thì cái người nhà giàu này vẫn không biết rằng là cái cách mà Abraham, tức là cái người đại diện cho Đức Chúa Trời, chỉ cho 5 anh em của nhà mình được làm thế nào để được cứu rỗi, thì cái người nhà giàu này vẫn cố chấp và nói rằng là không phải vậy đâu Abraham. Cái thứ mà cho em để chúng ta được cứu rỗi linh hồn của chúng ta thì chúng ta cần phải có một cái lỗ tai, chúng ta biết lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, đó là Kinh Thánh. Chúng ta cần phải lắng nghe những người tiên tri của Chúa Trời, những người được ơn soi sáng của Chúa để chúng ta biết được ý nghĩa và mục đích thực sự trong đời của chúng ta cho đến ngày mai. Cuộc đời rất là ngắn ngủi thôi mà chị em. Ở đây người giàu cũng chết và người nhà nghèo cũng chết. Tôi thấy câu nói của chúng ta là họ sống bao lâu hoặc là hưởng thọ bao nhiêu hoặc là họ chết như thế nào
nhưng mà chúng ta chỉ biết được cái kết thúc ở cả hai tờ này. Một người thì đưa người ta đem chôn rất là long trọng, rất là tử tế, rất là rình rang, nhưng một người kia có thể chết trần truồng, không có một mảnh vải trên thân. Nhưng người ta nói rằng là thiên sứ của trời đã đem linh hồn này vào trong lòng của anh. Tôi muốn đặt một câu hỏi quý vị rằng là nếu quý vị một ngày kia quý vị phải đối diện với cái hơi thở cuối cùng của mình, quý vị muốn Chúa Trời tiếp nhận linh hồn quý vị, hay là tiếp bước linh hồn quý vị, hay là quý vị muốn con người làm lễ tang cho quý vị nó theo như đúng cái nghi lễ hình thức bên ngoài? Tôi thì muốn Chúa Trời ngày sẽ tiếp nhận cái tôi, và thiên sứ của Chúa sẽ đến đem linh hồn của tôi vào trong lòng và hàng giống như người nhà nghèo ở đây. Thật sự không có gì phước hạnh cho bằng khi mà chúng ta biết rằng sau cái chết thì chúng ta vẫn có một cái cõi đời đời mà chúng ta được đến đó, chúng ta được yêu đuổi, chúng ta được thỏa lòng, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được hưởng sự sôi đời ở trong ơn của Chúa. Chết không phải là hết, nhưng mà khi thánh thái độ của chúng ta là sau cái chết nó còn có một cái cõi khác, mà ở trong cõi này là cả hai nhân vật giàu và nghèo đang đối chuyện với nhau. Cái người nhà giàu đã mất đi mục đích của mình, người này sống theo cái riêng của mình, sống theo cái xác thịt của mình, thích cái gì thì cũng chịu theo cái điều đó. Nhưng mà người nhà nghèo, người này có thể không có nhiều tiền của, không có nhiều vật chất, không có nhiều điều kiện sống xa hoa như người kia, nhưng mà người nhà nghèo này có một điều mà cái người nhà giàu không thể có được, không thể có một cái giá nào có thể mua được. Cái điều đó chính là sự cứu rỗi linh hồn mà người nhà nghèo này có. Kính thưa quý vị, cho em cái bài học đầu tiên mà tôi muốn học với quý vị qua cái câu chuyện này, đó chính là cuộc sống rất là ngắn ngủi và chúng ta hãy sống đúng theo đức mà Chúa Ngài đã định trên đời sống của chúng ta. Bài học thứ hai mà tôi thấy được ở trong cái câu chuyện này đó chính là chúng ta hãy sống kính sợ Đức Trời và làm theo các điều răn của Ngài, thì chúng ta sẽ làm tròn cái phận sự của chúng ta trên đất này. Ở trong truyền đạo đoạn thứ 12 câu thứ 13, tôi xin phép đọc lời của Chúa ở đây. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: theo kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là tròn phần sự của người. Ở trong Kinh Thánh tổng cộng lại, tóm lại hết tất cả những điều răn của Chúa, thì ông Salomon ông đã viết ra cái điều cuối cùng trong cái lúc cuối cùng đời của ông, đó chính là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Và ông kết luận rằng là đó là trọn phần sự của người. Cuộc đời của chúng ta trên đất này, dĩ nhiên chúng ta mọi điều kiện của chúng ta vui hưởng tất cả những phước hạnh của Chúa, nhưng đừng bao giờ quên mất đi cái yêu cầu mà Chúa Ngài yêu cầu linh hồn của chúng ta, đó là hãy kính sợ Chúa và làm theo các điều răn của Chúa. Chúa Giêsu đang khi mà Ngài rao giảng thì có người đến hỏi với Chúa rằng: lạy Thầy, theo như Thầy thấy thì ở trong luật pháp thì cái điều răn nào là điều răn lớn nhất? Thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng là điều răn thứ nhất và lớn nhất ở trong luật pháp đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý và kính mến Đức Trời thôi. Và điều răn thứ hai đó là hãy yêu kẻ bên cận như mình. Và hai điều răn này chính là hai điều răn lớn nhất ở trong Kinh Thánh mà mỗi một người theo Chúa cần phải biết và cần phải hiểu. Kính thưa quý bà chị em, có thể chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta yêu với Chúa, nhưng cái điều răn thứ hai tức là chúng ta yêu người bên cận như mình, chúng ta có làm chưa? Cái người nhà giàu này đã không yêu người bên cận như mình, bởi vì sao? Mỗi ngày cái người nhà nghèo đó ngồi ở phía trước cửa nhà của mình, nhưng mà không bao giờ lấy ra một cái dĩa hay một cái tô để mà cho cái người nhà nghèo đó ăn một miếng. Không bao giờ hỏi cái người nhà nghèo đó bây giờ anh cảm thấy cần cái gì, tôi có thể sẵn sàng một chút. Nếu một người thật sự thuộc về Chúa Trời, người đó sẽ có một cái tấm lòng biết quan tâm người khác, yêu thương và thông cảm cho những người xung quanh mình. Người thuộc về Chúa Trời, người đó khi có tình yêu thương của Chúa thì người đó sẽ biết tha thứ cho những ai xúc phạm mình, cho những ai làm tổn thương mình, cho những ai đã làm tổn hại đến chính danh dự và cũng như cái con người bề trong của mình. Thôi mà chị em, lần cuối cùng mà chúng ta tha thứ cho người lân cận của chúng ta đó là khi nào? Nếu chúng ta thực sự là người của Chúa, thì mỗi ngày chúng ta sẽ sống ở trong ơn của Chúa. Thưa bà cha, lời của Chúa của tối nay cũng muốn cho tôi và quý bà cha chúng ta đến với Chúa và chúng ta hãy nói thật với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp đỡ con để con có thể yêu thương người. Không những con chỉ kính sợ Chúa, con thuộc về Chúa mà con cũng yêu thương được những người lân cận, yêu chính bản thân con. Và bài học thứ
ba là cô Chúa qua câu chuyện này mà tôi khám phá được, đó chính là đừng cố chấp trước lời của Chúa. Abraham đã nói rằng là chúng nó đã có Môi-se và đến tiên tri, chúng nó phải nghe lời của đến tiên tri ấy. Rồi giờ nói rằng thưa Abraham, tổ tôi không phải ở đâu, nhưng nếu ngày cái sức lại đến cùng họ thì họ sẽ cái người nhà giàu này đang khi giờ với ông phủ, cái người này nhớ rằng là mình còn năm anh em nữa còn đang sống, và cái người giàu này biết rằng là bây giờ quá muộn rồi, mình không thể nào trở lại ở nhân gian để mình nói lại những cái điều mà mình đang phải đau đớn như thế này. Và người giàu đó nói rằng là bây giờ Abraham ơi, hãy cho Lazarus trở về nhà của tôi, có thể hiện hồn ra hoặc là báo mộng gì đó để cho họ biết rằng là có một cái chỗ ông phủ mình khổ như thế này, và tôi không muốn cho họ phải chịu giống như tôi. Nhưng mà Abraham nói sao ạ? Nếu không nghe Môi-se và Đức Tiên Tri thì dầu ai được xuống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Cái người giàu này khi đã chết rồi mà vẫn còn cố chấp, vẫn còn cứng cổ, vẫn còn chỉ cho Abraham cái cách làm sao để cho các anh của mình, các anh em của mình có thể tin Chúa. Tôi thật sự không muốn rằng là đang khi mình còn sống như thế này mà mình cũng không biết mình phạm lỗi gì đến khi chết, cũng không biết là mình tại sao mình xuống đó. Cuối bài trên, chúng ta đã có thánh, chúng ta đã có các đấng tiên tri, chúng ta đã có các mục sư và cũng như các thánh đồ trong thánh của Chúa để chúng ta có thể biết được cái nơi mà chúng ta cần phải đến, điều gì mà chúng ta cần phải làm, chúng ta phải làm sao để đạt được cái chuẩn. Ở đây người nhà giàu này mong muốn rằng những người còn sống được an năn và tin nhận Chúa Jesus Christ, nhưng mà Chúa nói rằng là qua kinh thánh, qua cái đấng tiên tri mà người ta sẽ biết được mình phải làm gì. Khác là không nghe người ta đến với Chúa Giêsu, nhưng kinh thánh là lời của Đức Trời sẽ cáo trách lòng của những người chưa tin Chúa, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta để chúng ta biết được chúng ta phải làm sao để mình được sự soi đời. Kinh thánh có chép rằng là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho đời người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chẳng có một danh nào hay là một giáo chủ nào có thể cứu được tôi và quý bà trên, nhưng mà chỉ có danh của Chúa Jesus Christ mới có quyền để tha tội và cứu chuộc linh hồn của chúng ta vào trong thiên đàng. Và ngay cả Phaolô cũng nói rằng là hãy tin Đức Chúa Jesus Christ thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Ngay cả Phi-rơ cũng nói rằng là Đức Chúa Trời không muốn cho một ai chết mất, nhưng mà Ngài có muốn cho mọi người được an năn và được cứu rỗi. Chúng mà trên các tiên tri, các thánh đồ, các sứ đồ của Chúa đều lặp đi lặp lại là hãy tin Đức Chúa Giêsu, hãy tin Đức Chúa Giêsu, hãy ăn năn và quay trở lại tin nhận Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Cũng hôm nay tôi cũng mong rằng nói những điều này không chỉ cho giáo huấn nhưng mà cũng dành cho tất cả những bằng hữu của chú Cà Văn Tư đến đây để mà chi buồn của gia đình. Hãy bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Ngay bây giờ phút này quý vị nghe những lời này, hãy biết rằng Chúa là yêu thương quý vị, Chúa không muốn cho linh hồn quý vị phải chịu đựng khổ đời. Thôi mất đời đời bởi vì không có Ngài, nhưng mà hãy bằng lòng mở lòng mình ra để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa trong thời giờ này, bởi vì đây chính là lúc mà Chúa đã muốn dùng việc của tôi để nói cho quý vị biết rằng là cách nào để quý vị có thể được cứu rỗi sau khi quý vị qua đời. Ở trong danh mà ban 16 nói với chúng ta là vì Chúa Trời để yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho thể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Những ai tin lấy Chúa Jesus Christ thì đó sẽ không bao giờ bị hư mất và phải bị xuống âm phủ địa ngục cầm luôn đời đời, nhưng mà người đó sẽ được Chúa Trời để tiếp nhận linh hồn của đó vào trong thiên đàng, bởi vì người đó chính là con của Chúa Trời. Nếu thấy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để thành con cái của Chúa Trời, tức là cho những người tin lấy danh của Ngài. Chúa Đào Văn Tương đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ và trở thành con cái của Chúa Trời đang khi mà Chúa còn sống. Tôi đã gặp Chúa vài lần và tôi thấy rằng Chúa rất là hiền lành, rất là dễ mến. Và cho dù tôi không có nhiều thời gian để gặp Chúa, nhưng mà tôi biết rằng giờ đây linh hồn của Chúa đã được về nước Chúa và được yên nghỉ ở trong sự vinh hiển của Chúa. Cho dù có những cái bảy nỗi ba chìm chín lên đinh hoặc là lúc rồi trò lúc sụp như thế nào chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết rằng linh hồn của Chúa đã thuộc về Chúa, bởi vì Chúa đã tin nhận Chúa Jesus Christ. Và điều đó chúng ta cũng rất là khích lệ, bởi vì sau này chúng ta biết rằng mình sẽ được gặp lại Chúa ở trong một ngày không xa. Nhưng những ai trong gia đình, những ai mà chúng ta nghe lời Chúa rõ thường linh hồn của bất cứ ai, tôi xin nhắc lại, tôn giáo cũng không thể cứu được một ai,
Bởi vì ngay cả cái người nhà giàu này đã nói với Abraham rằng là Abraham tổ tôi ơi. Tức là cái người nhà giàu này đã nhận biết rằng Abraham chính là tổ phụ tiên tôn, và ông cũng biết Chúa Trời nữa. Nhưng mà người này, người nhà giàu này đã không sống và không kính sợ Chúa Trời, cho nên cái người nhà giàu này đã không ăn năn và đổ lên hồn mình như vậy, đáng buồn và đáng tiếc như vậy. Thôi mà cho em sứ điệp này không những chỉ dành cho những người chưa tin Chúa, nhưng mà cũng dành cho chúng ta là những người ngày nay đã tin Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta nhìn biết rằng là trong những năm tháng vừa qua mình theo Chúa chỉ giống như là theo tôn giáo, mình theo Chúa chỉ giống như là gia đình của chúng ta tin Chúa, cho nên là chúng ta phải theo cha mẹ, theo tổ phụ của chúng ta trong một đức tin mà dường như chúng ta thấy mình hơi bị mù quáng. Chúng ta không biết tại sao mình phải tin Chúa, tại sao mà mình phải có Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cha em, lời của Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta hãy thật sự ăn năn tin nhận Chúa Giêsu Christ vào trong lòng của chúng ta, để chính Chúa Giêsu Christ thân vị quyền năng của Ngài sẽ ban chúng ta sự đổi mới, ban chúng ta kinh nghiệm mới ở trong danh của Chúa. Danh của Ngài là danh trên tất cả mọi danh, danh của Ngài sẽ tẩy sạch tất cả mọi tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Danh của Chúa sẽ giải cứu linh hồn của chúng ta khỏi tất cả mọi điều sợ hãi. Danh của Chúa cũng sẽ buông tha chúng ta ra khỏi những cái quyền lực tâm tối của ma quỷ. Danh của Chúa sẽ khiến cho quý vị được hưởng lấy một phước hạnh trọn vẹn ở trong đời này. Quý vị sẽ sống mà không cần sợ hãi. Quý vị có thể sống ở trong sự vui mừng của thiên đàng, và Chúa mỗi ngày sẽ ban cho quý vị. Và bài học thứ tư mà tôi muốn chia sẻ đây để kết thúc sứ điệp này, đó là hãy ăn năn và xin nhận tất cả mọi lời phán rất là nhiều lần từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ. Nếu ai cảm nhận mày đi ở trong sâu thẳm trong trái tim của chúng ta, Chúa ngài yêu thương luôn bài trang, ngài đã sai Chúa Giêsu Christ xuống đây này để chỉ trích hai đền tội cho mỗi người chúng ta. Mọi tội lỗi của người chúng ta được Chúa ngài mang lấy ở trên thể của ngài trên cây gỗ. Không những chỉ tội lỗi của chúng ta, nhưng mà ngay cả bệnh tật, ngay cả những sự rủa xả, những cái đau thương, những cái mất mát, những cái sỉ nhục của con người chúng ta, ngài cũng đã mang lấy. Hầu cho thể ai tin nơi Chúa Giêsu, người đó sẽ được tha thứ tội lỗi, người đó sẽ được giải phóng ra khỏi tất cả mọi sự rủa xả, những cái bất hạnh, những cái đau thương, những cái tổn thương ở trong người đó. Và Chúa ngài cũng sẽ chữa lành cơ thể của đó nếu người đó tin vào danh Chúa và hết lòng. Có ai không có bài trang? Có ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ ở trong thời giờ này không? Chúa Giêsu nói rằng là ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng mà cơ thành đồ của Đức Chúa Trời là nơi trên. Nếu ai tin Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, người đó sẽ được sự sống đời đời. Quý vị cần mở lòng ra để tiếp nhận Chúa vào lòng của mình, để tình yêu và ơn điển của Chúa, sự cứu xót và quyền năng của Ngài sẽ cứu độ và trong đời bất hạnh của quý vị. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu Christ, cuộc đời của chúng ta sẽ rất là buồn thảm. Giống như người nhà giàu ở trong câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý bà trên, người đó có thể hưởng thụ được rất là nhiều vinh hoa phú quý trên thế gian này, không có điều gì người này chưa bao giờ trải qua. Nhưng mà cái điều mà người này không có được đó chính là người này không có sự ngay. Người này có một cái nỗi đau, có một cái tổn thương, có một cái phản động ở trong linh hồn của người này, mà người này không bao giờ có thể mà lắp được bằng vật chất, bằng tiền của mình. Nhưng người này nghèo đã kinh nghiệm được cái sự đổ đầy, cái sự lấp đầy của ơn điển Chúa ở trong đời sống của người nhà. Người này đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ và có được sự cứu rỗi. Và cho hãy là cuộc đời của cả hai cùng nhau kết thúc, nhưng mà có một cái số phận rất là khác nhau. Người nhà nghèo đã được lên thiên đàng cùng với Abraham, nhưng mà người nhà giàu phải chịu khổ đời của những ông phụ điều như vậy. Có thể đối với con người, chúng ta nhìn vào bề ngoài, chúng ta nhìn ở cái người đó thành công, có điều đó có nhiều tiền, có nhiều xe hơi, có nhiều nhà lầu, nhà cao cửa rộng, có nhiều điều kiện, có nhiều công ty. Rồi chúng ta thấy cái người khác là người này nghèo khó, người này không có tiền ăn, không có đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà Chúa ngoài xem lời của Chúa bày tỏ với chúng ta rằng giá trị con người của chúng ta không được đánh giá bằng vật chất tiền bạc ở trên thế gian này, nhưng mà giá trị con người của chúng ta được đánh giá qua chính thái độ của linh hồn chúng ta đáp ứng như thế nào đối với sự kêu gọi của Chúa. Hôm nay quý vị có muốn kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ở trên đời sống của chúng ta không? Chúng ta có muốn tái xác nhận lại
với Chúa rằng: Chúa ơi, con thuộc về Ngài và con cần có sự cứu rỗi của Chúa phải chắc chắn trong lòng con. Thì bây giờ tôi sẽ xin phép hướng dẫn quý vị để quý vị có thể một lần nữa tái sáng quyết tâm của mình và trong lời của Chúa. Ai tin nơi Chúa Jesus Christ, người đó sẽ được sự sống đời. Ai tin nơi Chúa Jesus Christ, người đó sẽ được cái thành con cái của Chúa Trời. Quý vị có muốn cái thành con cái của Chúa Trời không? Nếu bây giờ chúng ta đã đồng ý thì xin quý vị cùng đứng lên. Tôi xin mời những ai, tôi xin mời cả gia đình đang quý cùng đứng lên. Và những ai chúng ta nghe những lời này, chúng ta dù là ở bên ngoài thì quý vị cũng thể đứng lên để cùng cầu nguyện với tôi trong thời này, để mở miệng mình ra cầu nguyện với Chúa Giêsu Christ để Ngài ngự vào lòng của chúng ta. Xin mời thầy con cái Chúa chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi sẽ đọc trước lời cầu nguyện và quý vị có thể đứng tại chỗ quý vị cầu nguyện theo lời cầu nguyện của tôi để cho Chúa Ngài có thể nghe được lời cầu xin của chúng ta. Nếu trong lòng của chúng ta những ai chưa tiếp nhận Chúa Jesus, hãy cùng cầu nguyện với tôi như thế này: kính lạy Chúa Giêsu, giờ phút này con bằng lòng tiếp nhận Ngài và con tiếp nhận sự tha thứ của Chúa đã dành cho con. Chúa Giêsu ơi, con cần con Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của con. Xin Chúa Ngài ghi tên con vào trong sách sự sống của Ngài ở trên thiên đàng, và con nhớ đời sống của con một cách thật sự và chân thành nhất lên cho Ngài. Xin Chúa Ngài để các con hướng dẫn con từ nay cho đến ngày mà Chúa Ngài trở lại. Xin Chúa Giêsu ban ơn điển và quyền năng của Ngài để biến đổi linh hồn con, ban cho con sự bình an, vui mừng, phước hạnh ở trong danh của Ngài. Để từ ngày hôm nay con thật sự kinh nghiệm Chúa quyền năng thế nào cho đời sống của con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin phép cầu nguyện quý vị có thể im lặng và tôi sẽ cầu nguyện chúc phước cho quý vị. Để Chúa con cảm ơn Ngài bởi vì Chúa Ngài cày của mình của con để nói ra lời của Chúa trong buổi hôm nay. Bởi vì Chúa ở đây giữa sự tan chế, chúng con vẫn vui mừng và chúng con vẫn có sự nghe hy vọng ở trong danh của Ngài rằng những ai đã thuộc về Chúa, những ai đã tin nơi Ngài, người đó sẽ được sống đời, người đó sẽ được cứu rỗi ở trong ngày sau đó. Cảm ơn Chúa Giêsu với điều hạnh của Chúa đến đây để cùng nhau chia sẻ cái nỗi đau này, cái sự mất mát này cũng là một sự chia ly tạm thời cùng với gia đình của Chúa Đào Văn Tư. Để Chúa chúng con cầu xin thần linh của Chúa Trời Ngài là đấng yên ủi, Ngài ban sự chữa lành, Ngài ban sự bình an, Ngài ban sự ý ngộ thật sự của Đức Thánh Linh vào trong tấm lòng của mọi người, đặc biệt từ cô cho đến các con các cháu của chúng tôi. Để Chúa xin Chúa Ngài ban bình an và cái tay quyền năng của Chúa Ngài để cho gia đình này, Ngài khiến cho gia đình được bình an và được phước hạnh, được lan rộng ra càng hơn nữa ở trong đức tin và cũng như trong mọi công việc của họ làm. Xin Chúa Ngài ban phước trên các con các cháu cũng như hậu từ của chúng tôi để cho mọi người hàng xóm tại đây nhìn thấy được rằng là gia đình này mặc dù được phước bởi vì chúng tôi đã tin nhận Chúa Jesus Christ và sống theo lời của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây để hội thánh của Chúa càng ngày được phát triển, càng được gia tăng, được chứng nhận ở trong tất cả mọi sự. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho gia đình và Ngài cũng khiến cho buổi lễ của chúng con trong hôm nay cũng như ngày mai cũng sự diễn ra một cách suôn sẻ và tốt lành. Con cảm ơn Chúa. Được khen Chúa chúng con cũng xin cảm ơn Chúa tất cả mọi sự. Chúc tụng vinh hiển oai nghi quyền năng của Ngài này và con dâng cho Chúa cái thân thể của Chúa và con thương trong tay của Ngài. Xin Chúa ban phước và Ngài khiến cho buổi nghi lễ cũng diễn ra. Bài thể hay chết sẽ mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất bởi sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết tức là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Kính thưa thân quyến cùng ta khách, đây là một cái đoạn Kinh Thánh mà Chúa cho chúng ta tràn ngập sự hy vọng nơi Chúa.
đứng trước lính cũ của Đào Giang Tường, chúng ta không ai lấy khỏi sự bùi ngùi và nỗi tiếc của gia đình. Và theo như Kinh Thánh nói rằng, Đào Giang Tương lúc bây giờ ông đang ngủ chứ không phải là chết. Bởi vì sao? Một ngày kia Chúa Giê-xu trở lại, thân thể này trở vào bụi đất, nhưng mà Chúa sẽ cho sống lại, và thân thể của ông được biến hóa trong sự vinh hiển để gặp Chúa Giê-xu trở lại. Và những kẻ tới Ngài, chúng ta một lần nữa cũng được gặp ông trong tương lai. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Kinh Thánh chép rằng quay xong rồi bấm nút này không? Sự chết không chừa bất cứ một ai cả. Này là chụp. Có một người, có một con bài hát thì nói rằng: trong một đường thì kẻ trước người sau, tất cả con đường mà tôi và quý ông bà chị em phải đi, đó là con đường sinh và con đường tử. Tất cả chúng ta đều sinh ra và lớn lên rồi già nua, chúng ta sẽ qua cõi đời này. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ về đâu? Người không có Chúa, họ tin rằng họ chết là họ đi địa ngục. Vì thế cho nên họ đốt vàng bạc đô la âm phủ chứ không đốt đô la thiên đàng. Những người tin lành không đốt vàng đô la âm phủ, bởi vì chúng ta tin rằng lời của Chúa khẳng định rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì không có sự sống đời đời. Nhưng cơn thịnh nộ của Chúa Trời vẫn giáng trên những kẻ không tin. Cảm ơn Chúa vì ông Đào Giang Tương. Tôi nhớ rằng khi ông còn sống, ông đã kêu cầu Chúa, ông đã ăn năn, ông đã nhận biết rằng trong cuộc đời có những giây phút mình sai lầm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông đã nói rằng: Chúa ơi, xin hãy tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho con. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa hứa với ông rằng: hãy miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng của ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì chúng ta được cứu. Cảm ơn Chúa, ông Đào Giang Tương đã được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, và ông đã được yên nghỉ trong vương quốc thiên đàng. Tạ ơn Chúa, đây là một cái niềm tin và mang đến một sự hy vọng rất lớn. Cầu xin Thánh Linh của Chúa an ủi ta quyến. Bởi vì Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời tỏ ra cho con cái loài người biết là Chúa Giê-xu, Ngài đã chết vì tội của tôi và của ông bạn trẻ. Và ba ngày sau, Chúa Giê-xu, Ngài đã sống lại. Theo lời Kinh Thánh, Ngài đã phục sinh, và Ngài nói rằng: hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của mày chính là tội lỗi. Vì tội lỗi trong Adam thì mọi người phải chết, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ mọi người được sống lại, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại và Ngài đã đắc thắng tử thần. Không có một giáo chủ nào trên đời này sống lại từ cõi chết. Ngay cả Tần Thi Hoàng sau khi lâm bệnh, ông cũng nói rằng sai các đồ đệ của mình đi tìm cái thuốc trường sinh bất tử. Nhưng khi họ trở về, họ nói là chúng tôi bó tay, bởi vì Kinh Thánh có chép rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Rồi chịu phán xét. Người không tin Chúa Giê-xu họ sẽ đi vào nơi khổ hình. Người tin nhận Chúa Giê-xu là đấng chết, đấng gánh thay tội lỗi cho mình và đấng sống lại cho tội cho chúng ta, thì chúng ta được cứu. Và cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, đã đắc thắng sự chết, bởi vì Ngài đã phục sinh, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã sống lại, và Ngài nói rằng: ta sống thì các con cũng sẽ sống mặc dù đã chết. Thưa quý bạn chị em, Chúa Giê-xu khẳng định rằng: ta là con đường, chân lý và sự sống. Ta đi và sẵn sàng cho các con một chỗ, rồi ta trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sợ đó. Sự ra đi của anh Đào Giang Tường để lại một sự tiếc nuối cho gia đình. Người vợ tạm xa người chồng, con tạm xa cha, cháu tạm xa ông. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì một ngày kia chúng ta lìa cõi đời này, chúng ta sẽ được gặp cụ Đào Giang Tường ở trong nước vinh hiển của Chúa. Và chúng ta hãy dùng điều đó mà khích lệ lẫn nhau. Và tôi hứa cao rằng qua cái lễ tang này, như là lời của vua Salomon, là một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời, ông là người khôn ngoan giàu có nhất hành tinh này từ trước đến nay, ông tuyên bố rằng bụi thân thể thì trở về với bụi đất, nhưng mà thần linh thì trở về với đấng ban cho nó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua lễ tang quý này chúng ta thấy rằng
sự chết không chừa bất cứ một con người nào. Có người có thể chết lúc mới sinh ra. Chúng ta ra nghĩa địa chúng ta không thấy rằng một tuổi nào nhất định, nhưng có nhiều hạn tuổi khác nhau. Vậy thì điều mà chúng ta quan trọng đó là linh hồn của chúng ta rồi sẽ về đâu, có được cứu hay không, đó là điều chúng ta cần phải quan tâm. Cảm ơn Chúa vì ông Đào Văn Tương đã mua cái bảo hiểm linh hồn. Chúa Giêsu đã bảo hiểm linh hồn cho ông khi ông qua đời. Chúa đã đem thiên sứ thánh của Chúa đến để rước ông về trong nước của Chúa. Và ông không có lãng vãng đâu đây nữa. Cho nên đám tang của người tin lành không có cúng cho người chết. Và khi một người còn sống, chúng ta cho ăn, cho uống, rất mặc và buồn tuổi chúng ta an ủi. Và khi qua đời chúng ta lo chôn cất đàng hoàng theo nghi thức. Nhưng mà chúng ta biết rằng người thân yêu của chúng ta đã về trong nước thiên đàng của Chúa. Đó là điều mà tôi khích lệ cho tăng quyến nhận biết điều đó, để rồi chúng ta thấy rằng niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta biết rằng chết chúng ta sẽ về đâu. Nếu tôi lên chuyến máy bay và chuyến máy bay đó quyết định tôi đến một cái nơi du lịch nào thì tôi không buồn. Nhưng nếu tôi lên một cái chuyến máy bay mà tôi quyết định rằng đến một cái nơi khổ hình đời đời thì đó tôi mới đáng buồn. Nhưng cảm ơn Chúa sự ra đi của ông Đào Văn Tường, chúng ta tiễn đưa người anh em của chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng, gửi thân xác nơi mộ phần, và một ngày nào đó Chúa Giêsu trở lại, thân thể của ông được biến hóa. Bởi vì ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người bằng bụi đất, thì khi Ngài trở lại, cái xác của ông cũng được cất lên không trung, biến hóa với một thân thể vinh hiển, không còn đau ốm bệnh tật nữa. Và chúng ta sẽ vui mừng với Chúa đời đời. Cảm ơn Chúa, đó là lời khích lệ tang quyến. Xin Chúa Thánh Linh của Ngài an ủi tang quyến. Xin Chúa ở cùng, và qua lễ tang này chúng ta nhận biết con người của chúng ta, mỗi một ngày chúng ta đến gần nơi phần mộ hơn. Vậy thì chúng ta hãy lo cho linh hồn của mình, đừng mãi lo cái vật chất đời này. Vật chất đời này rồi cũng sẽ qua mà thôi. Nhưng ai kính sợ Chúa và tìm kiếm Ngài sẽ còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa, đó là lời Chúa buổi sáng này. Xin Chúa an ủi tang quyến. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên. Và tôi xin trân trọng kính mời mục sư từ con bảy bước lên đây để cầu nguyện cho sự nghiệp lời của Chúa, và xin cầu nguyện cho an ủi ta quý. Xin trân trọng kính mời hội thánh hiện ngồi trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành ở trong mọi đời sống chúng con. Ngài là đứng tạo dựng nên chúng con. Ngài yêu thương chúng con. Ngài bầu ẩm và chăm sóc chúng con cho đến đầu râu tóc bạc. Chúng con vui mừng và cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay tất cả ông bà chị em chúng con khắp nơi xa gần trở về đây để dự buổi lễ tang quyến, để an ủi khích lệ cho gia đình, để hầu cho mỗi ngày chúng con có những sự hy vọng, có những sự trông cậy, đức tin chúng con được trưởng thành, được lớn lên, để rồi chúng con hy vọng rằng để chúng con được gặp lại người anh em chúng con ở trong nước thiên đàng vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc nhở, để khích lệ cho mỗi đời sống chúng con, để chúng con là những người sống mà chúng con cũng biết được đời người thật là ngắn ngủi. Chúng con nếu chúng con không trải nghiệm, chúng con không bước đi, chúng con không tin cậy và chúng con hy vọng, thì đời sống chúng con sẽ bị cuốn trôi bởi những dòng đời của thế gian này. Nhưng chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng để bảo vệ, để chăm sóc, để gìn giữ cho những kẻ tin nhận Chúa Giêsu và bước đi trong năng quyền của Thánh Linh Ngài, để mỗi ngày chúng con được bước đi có sự hy vọng và chúng con nhận lấy sự cứu rỗi và sự sống đời đời ở trong Chúa. Con cảm ơn Ngài. Quyền xin Chúa Ngài cũng ban phước lời an ủi cho gia quyến. Chúa ơi, chúng con biết rằng người ra đi thì người ở lại cũng có những sự đau buồn, nhưng giờ đây con cầu xin Thánh Linh của Chúa đến an ủi trong gia quyến và giúp đỡ ban ơn, để rồi nỗi buồn này nó sẽ chóng qua đi, nhưng niềm vui, sự hy vọng của Chúa sẽ đến được tràn ngập ở trên gia đình, trên tang quyến, để chúng con sẽ hy vọng rằng là chúng con sẽ gặp lại anh Đào Văn Tương ở trên nước thiên đàng vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Thánh Linh của Chúa an ủi và Thánh Linh Chúa giúp đỡ ban ơn để thêm sức cho chúng con, bản thân chúng con có sự vui mừng và thỏa lòng bình an, để là chúng con không đau buồn, không thất vọng nữa, mà chúng con phải có hy vọng và sự vui mừng tràn ngập ở trong đời sống chúng con. Và cảm ơn Ngài.
Nguyện sự tình yêu của Chúa đổ đầy ở trên đời sống của chúng con. Nguyện sự phước lành của Chúa an ủi và ban phước ở trên gia quyến. Và Chúa ơi, xin Ngài cũng tiếp trợ di đê tất cả mọi công việc mà chúng con làm và trong các tang lễ này, xin Chúa cũng cung ứng tiếp trợ di đê có đủ để trang trải tất cả mọi sự nghiệp chúng con. Cảm ơn Cha nhiều lắm. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước. Và sau thì giờ này chúng con để tiễn đưa linh cữu của anh Đào Văn Cương đến nơi phần mộ để an nghỉ, thì con cầu xin Chúa Ngài cũng gìn giữ ở cùng và ban phước cho chúng con khi chúng con đi, khi chúng con về, ở trong sự bình an của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con giờ này hiệp lại với nhau, chúng con cầu nguyện để dâng lên Chúa lời cảm tạ, dâng lên Chúa lời ngợi khen tất cả sự vinh hiển quyền phép thuộc về Chúa. Và chúng con cùng nhau hiệp một ở trong đức tin và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, kính thưa đại quý, dạ, cụ Đào Văn Tư, sinh năm 1943, nay cụ đạt được trở về với Chúa. Đây là một điều vui mừng khi Chúa đấy đem linh hồn của cụ trở về với nó. Khi mặc dù như vậy, ở ta kiến thì có những điều đau buồn, không làm sao mà không thể nào quên đi được người cha thân yêu của mình, người ông, người bà, người ông của mình và người chồng. Nhưng ở trong Chúa thì có một sự hy vọng. Ở trong Chúa thì chúng ta không phải là mất, chết là hết, nhưng chết sẽ còn gặp lại. Vậy tôi cũng thay mặt cho Hội Thánh về đến lời an ủi, an khuyến và an ủi tất cả những người ở xung quanh có ở trong tình yêu của Chúa. Và giờ đây tiếp tục, xin trân trọng kính mời mục sư Vi Tiến sĩ bước vào lên đây để chúng ta làm lễ. Con còn làm lễ trang quyến. Trong lễ trang này, gia đình con có những điều sơ sót, mong quý quan pháp và quý con với Chúa, quý mục sư cũng thương xót, tha thứ trong những điều chúng con, gia đình con có những sự sơ sót. Và sau đây con cũng xin trân trọng cảm ơn quý tôi tới Chúa đã dính chút thời gian quý báu để đến đây cùng chia buồn với gia đình con. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý tăng khách và quý mục sư và quý con với Chúa như hai hội thánh đã đến dành những thời giờ quý giá để đến đây để chia sẻ cùng gia đình con. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý tôi tới Chúa và quý con với Chúa và quý quan khách. Sau đó con xin trân trọng cảm ơn quý mục sư và quý quan khách và quý con với Chúa. Đôi mắt cùng cứu Chúa tôi, phút hân hoan kia thật xa rồi. Ôi vui vẻ thay nhìn chân Chúa kia, Giêsu Christ chết thế tôi kia. Khi tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tích bên kia tình cầu này. Đôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng này, giữa Chúa tôi một màn đen dày. Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kia, vinh quang Ngài thấy gió muôn tia. Tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tích bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Sướng
thay hồi thấy Chúa tôi lúc đau thương lo buồn quá rồi. Khi muôn lối quanh quẹo chán thắng bằng mọi sự mờ ám gió vô ngần, khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy xa tít bên kia tình cầu này. Ôi tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Ôi khi đối mặt Ngài phước biết bao, đối mặt Giê-xu tường mực nào. Ôi tôi đối mặt cùng cứu Chúa rầy, yêu tôi trời bế xanh khôn tay. Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy xa tiếng bên kia tình cầu này. Ôi tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Gần về Chúa, hỡi cho con sân gần về Chúa, Chúa thay cho người thân Chúa. Gần về Chúa để con cảm thấy cô đơn. Gần về Chúa để con yêu cha yêu hơn. Con trong ông cha sáng sớm chưa ban chiều, làm nên con Chúa mãi không lìa xa. Con yêu cha muốn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa suốt đời, dù bao lâu con quý hay cô đơn. Lòng bên trong Chúa luôn luôn mỗi ngày, dù trong chúng bóng xin Ngài luôn ở bên con. Gần về xa để con luôn cùng Ngài. Kính chúa đang quyến thánh thánh và từ cái con khách giờ đây cụ luôn Đào Văn Tương đã gần với Chúa yêu dấu. Chúa ở trên bên Chúa, ở bên Chúa một cách vui mừng. Và cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay hội thánh của Chúa và tất cả tăng quyến cùng gửi chú Đào Văn Tương này đến hồi mộ nơi an nghỉ. Sẽ gặp lại, sẽ chúng ta sẽ gặp lại Đào Văn Tương. Tự xin đội kèn tay hát cho con thổi bài hát niềm vui. Thank you.
tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4. Sự sống lại và sự Chúa đến. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn cho anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu Christ đến cùng Ngài. Và này, điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà rao bảo cho anh chị em, chúng ta là kẻ sống còn lại. Cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với Chúa trong đám mây, tại đó trong không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở đó cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Lời của Chúa có chép rằng chúng ta hãy trông cậy, tin cậy nơi Ngài. Vì đứng trước linh cữu của ông cụ Đào Văn Tường, người anh em yêu dấu của chúng ta đã lìa cõi đời này để về một cái cõi đời đời, là cõi đó không còn đau buồn, không còn than khóc nữa, không còn sầu bi, mà nơi đó ông được vui mừng khi gặp Chúa hằng hữu của chúng ta, là đấng đã dựng nên trời và đất. Đứng trước linh cữu, chúng ta nhìn nhận rằng loài người một lần sinh và một lần tử, một lần ra đi mãi mãi. Nhưng những người tin Chúa Giê-xu không chết trong địa ngục, nhưng mà họ được vào trong nước thiên đàng, như lời của Chúa Giê-xu nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị chết mất trong quả ngục, mà được sự sống đời đời nơi thiên đàng. Cảm ơn Chúa, ông Đào Văn Tương đã được yên nghỉ trong nước của Ngài. Thì giờ này, một lần nữa, tôi khích lệ Tăng Quyến, hiệp ý với tôi và cầu nguyện chúc phước, để rồi người anh em ta an phần nơi phần mộ và nghỉ ngơi tất cả mọi công việc làm của mình, và chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại thì thân thể bằng bụi đất này sẽ được biến hóa và mặc lấy một thân thể vĩnh hiển để đồng trị với Chúa đời đời. Cảm ơn Chúa. Giờ này xin mời Tăng Quyến cùng Tăng Khách cùng Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Thì giờ này thì giờ rất là quan trọng, tôi đề nghị những người bên ngoài chúng ta yên lặng và hiệp một và hiệp ý với Tăng Quyến cùng Tăng Khách để chúng ta cầu nguyện cho linh cữu. Kính lạy Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng nên trời đất biển và muôn vật, là đấng nói rằng nay chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta, đấng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất. Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng con cái quyền quản trị. Loài người là tạo vật của Ngài, thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Linh, con người có linh hồn để nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa để thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì khi loài người của chúng con phạm tội, bị chết mất trong địa ngục, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương con người và Ngài đã ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này, lên thập tự giá chịu chết, ba ngày sau đã sống lại. Và ông Đào Văn Tương đã tin nhận Ngài là đấng đã gánh thay tội lỗi cho ông và xưng công bình cho ông. Nay đẹp ý Chúa, Chúa đã đem ông về trong nước thiên đàng vinh hiển của Chúa. Hỡi Thánh Linh là thần yên ủi, xin Ngài yên ủi Tăng Quyến, Ngài ban sức lực và ban niềm hy vọng cho các con còn sống ở trên đất này. Vợ của ông, các con của ông và cháu của ông có niềm tin hy vọng, và khi đối diện với sự chết, chúng con phải nhìn nhận Chúa chính là đấng tạo hóa, và chúng con lo cho linh hồn của mình trước khi dây bạc đứt và chén bên vò bị bể, và chúng con trở về với bụi tro, nhưng linh hồn sẽ trở về đấng ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa mở lòng Tăng Quyến để rồi ai nấy qua lễ tang này có nhiều người sẽ quay đầu trở lại ăn năn và tiếp nhận Chúa, để trong tương lai sẽ gặp được người anh em dấu yêu của chúng con là Đào Văn Tường. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nhân danh Cha, Con, Đức Thánh Linh và con cầu nguyện chúc phước cho Tăng Quyến. Nguyện tình yêu của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Giê-xu Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài niêm phong và đóng ấn nơi mộ phần này,
để rồi không có một tà linh nào, sự chết âm phủ có thể thắng được và trở về để quậy phá gia đình. Trong danh Chúa Giêsu, ta trói cột quyền lực của Satan và ma quỷ, không có giả dạng ông Đào Văn Tương để trở về để mà quậy phá làm bất an cho gia đình. Nguyện sự bình an của Chúa cứ tiếp tục gia tăng và tràn ngập như nước ngập tràn biển cho gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Giờ đã xin mời rồi chúng ta bắt đầu. Trong nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, công bố lễ di quan bắt đầu. Rút đầu đi. Bỏ cái đồ vào. Lời của Chúa nói rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng mà thần linh là trở về với đấng ban cho nó. Dạ. Thank you.
Trời. Ông nhà ông cười ông có thấy thương không? Hình ông cười té tát. Làm như vậy. Ông chia tay luôn, cười quá tàn luôn. Bye bye. Đi luôn đi ra đó vậy. Không chuẩn bị. Đâu luôn đó, có đầy đủ. Bông mày rút rồi thở luôn được đó. Bông mày rút thở luôn.